xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em về thêm cái mã hàng bộ nào bát mẫu mới, đó là 12NDN7602. Đấy, đây là cổ loa bát 30 neo đi mưu, nguyên đăng nguyên kiện, được chưa? Nguyên đăng nguyên kiện, lâu lắm mới có cái kiểu bóc khui hàng như thế này. Đấy, để các bác cùng xem. Chắc phết nhỉ, chắc này thì chắc đấy. Nguyên đăng nguyên kiện thì làm sẽ unbox ra để các bác cùng xem là cái sản phẩm này nó có điểm gì hay, có điểm gì đặc biệt. Đây là một sản phẩm mới mà được rất là nhiều anh em đánh giá rất hay. Đây là em cũng lấy về unbox giới thiệu sản phẩm với các bác. Không biết nó có hay thật không, hay lại hay điêu nhỉ. Đấy, nguyên đăng nguyên kiện đây các bác nhé. Em sẽ unbox này ra. Unbox cái sản phẩm này nó đợt này lại không đóng theo kiểu nó hộp như ngày xưa nữa, mà đợt này lại đóng theo kiểu hộp như này. Đấy, đã xong. Và đây chúng ta sẽ có ui dồi ôi, củ nó neo bi các bác ạ, củ neo bi. Đây em sẽ nhấc kiện này đặt đây đã. Đấy, và đây là cái củ loa, củ này là củ ST sao rồi, củ này đến từ thương hiệu là Etin sao, thương hiệu đến từ Ý, sản xuất gia công lắp ráp tại Trung Quốc. Đây là củ loa Trung Quốc chứ không phải là củ loa chính hãng của Ý đâu các bác nhé. Củ loa này các bác bảo là của Ý là không có đâu, nhìn cái khung xương nó biết này đó. Ui sời ơi, các bác nhìn này, chật màng còn dập số chữ nghĩa gì đây. Đây là 12 là đen là 7602, sản xuất ngày 3 tháng 2 năm 2023. Đấy, cọc nhún này, ui ôi nhìn này, nam châm này, bi của nó dày này cơ mà, thấy không ạ, bi nó dày này, thép từ này dày này, đây nó dày cả cụp này này, đây là dòng cao cấp nhá, thì nó mới dày được như này, còn cái dòng rẻ tiền thì nó sẽ không được như thế này đâu. Côn 76 công suất khởi chạy là 500W, công suất chương trình là 1000W, và công suất đỉnh điểm là 2000W trên củ loa này, rất là ghê gớm nhá. 30 bát 30 gân 3 gân phải tấm dầu, mang tấm dầu. Đấy, cái loại này thì rộn nước thoải mái. Củ loa rất chất lượng, nên nguyên đăng nguyên kiện đấy nhá. Củ này thì em xin phép chưa báo giá được nhé. Các bác nào quan tâm đến củ này thì alo trực tiếp xem, xin phép chưa báo giá. Bởi vì đang xem lại giá xem là nó có được tốt lắm không, nhưng bây giờ thấy cái giá hơi cao. Còn giá dự kiến cho cặp này là 3.850.000 một cặp các bác nhé. Côn con này là côn dây tròn, dây đồng tròn. Xịn nhỉ. Tiếp nhìn cái neo bi mà lại còn nam châm dày này, em sẽ bê đếm xem là bao nhiêu viên bi. Em sẽ đếm xem là bao nhiêu viên bi. Chúng ta sẽ lấy mốc từ cọc âm nhá. Xem là đây một viên này. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ủa sao cái loại này lại 13 viên bi nhỉ? Thấy nó có vẻ là hơi củ chuối đấy. Đấy, đây là lấy mốc đây nhá. 1 này, 2 này, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, đúng 13 viên bi thật. 13 viên bi. Đấy. Với củ thép neo ấy thì em khuyên các bác là lấy cái băng dính dán xung quanh ấy, củ neo này. Nếu mà thép neo, còn củ bát thì không cần. Bát này kệ này. Không vấn đề gì đâu. Thì hôm nay tiện đây em về thêm đó là phân tần và củ Notchex. Củ Notchex đợt này thì không về được cái loại tép neo 750 như mọi lần em hay giới thiệu nữa, còn là loại về loại này. Loại này thì nó rẻ hơn, nói luôn nhá, rẻ hơn. Và em đang bị nhỡ đơn của các bác nên là đang lắp tạm cái củ này. Còn sau ấy, có thì em sẽ đổi cho các bác, không vấn đề gì đâu. Đây, các bác xem chút để em. Đây là cái củ tép này. Đây nhá, nam châm của nó tép nó còn nùn và nhỏ ngắn hơn nam châm của củ nó bát. Thấy chưa? Nùn và ngắn hơn. Đấy nhá, các bác đã bảo em là được chưa? Củ nó tép là nó có một tí thôi, còn củ nó bát nó dày kia. Củ này thật ra là em không muốn lấy đâu, nhưng mà bị nhỡ đơn bây giờ là phải lấy thôi. Bắt buộc phải lấy. Nói luôn nhá, bắt buộc phải lấy. Cái này về là phải dán cái băng dính vào các cái khe của viên bi này, chứ không là hơi của nó bát nó đánh nó sẽ xông ngược vào. Đấy,
Cái củ tép này thì là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 viên bi trên củ loa tép. Nhưng củ loa bát thì tận 13 viên bi. Khối thì đều là khối 14 nha. Khuôn là khuôn 14. Khuôn 76. Con này là khuôn 76, con này là 74.4. Con này là đang không ưng, rất không ưng nha. Nhưng bị hết hàng bắt buộc phải lấy. Nói nhanh các bác là bắt buộc phải lấy. Chứ em không muốn lấy loại này. Còn sau ấy mà lấy được cái loại neo neo khối ấy kìa, mà tức là neo vòng ấy, mà hàng xịn kia, cao cấp kia, thì em đổi lại cho các bác. Các bác gửi cái này ra cho em thì em đổi lại cho các bác. Em nói luôn nhá, em bán hàng nó nói thẳng thì bây giờ là bị nhỡ nó phải nắp tạm này, còn sau này thì em sẽ đổi cho các bác. Các bác cứ hoàn toàn yên tâm. Nói là nào, chứ em không làm điêu đâu. Em không làm theo kiểu bố áo đâu. Không ưng nhưng vẫn phải nắp. Nhưng mà tiếng khá là hay. Không ưng vẫn phải nắp nhưng tiếng khá là hay. Đây là mạch hậu phân tần và phân tần của 715. Đấy, các bác nào quan tâm đến sản phẩm này thì hẹn trực tiếp nhé. Video đến đây là tạm thời xin phép được kết thúc. Các bác nào quan tâm đến củ bát này thì alo cho em. Giá dự kiến hiện tại đang có là 3.850.000 trên một cặp. Đấy, các bác nhá. Củ nó rất chất lượng luôn. Đấy. 12 NDN 7602, khung xương của 18 sao. Công suất chương trình là 500W, công suất khởi chạy là 500W, công suất chương trình là 1000W. Công suất đỉnh điểm là 2000W trên 8 ohm. Trên một củ này. Đấy, nôm na là củ này các bác có thể đánh được 1000W. Đấy, con củ tép kia thì là nó được có vào là 180W thôi chứ không được 220W. Công suất chương trình. Bây giờ con này nó chỉ 180W, tức là 90W công suất khởi chạy. Đấy, 180W công suất chương trình. Và pick là 360W công suất tối đa. Củ tép này hiện tại đang có đây, có thể chịu được. Đấy. Nói luôn đấy, không là các bác này bảo em giấu nghe, không, không giấu nghe đâu, nói luôn. Ok nhá, video đến đây tạm thời kết thúc nhá. Xin chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau.